7.000 anh em đã subscribe trên kênh YouTube Bee Channel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với một em không biết có phải gọi là siêu phẩm hay không, nhưng mà chắc chắn sẽ là siêu phẩm giá rẻ khi mà em này có cái mức giá từ 3 đến 4 củ, nhưng mà hiệu năng lẫn những cái tính năng vô cùng thời thượng ở trên đây khiến các đối thủ trong cùng tầm giá phải dè chừng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì với Xiaomi Redmi S2? Thì đó chính là hôm nay mình sẽ test hiệu năng của em này cho các bạn xem, để xem là trong mức giá từ 3 đến 4 củ liệu các bạn có thể cầm cái con này để leo rank combat này không nhé. Trước tiên chúng ta phải nói về những cái thông số cấu hình của Xiaomi Redmi S2. Khi mà Xiaomi Redmi S2 được chạy trên con chip là Qualcomm Snapdragon 625 cùng với RAM 3-4GB tương ứng với bộ ROM là 32GB-64GB, thì mình đã test thử ở trên cái em này. Thì thật sự với cái thông số như vậy thì chắc chắn nó không phải là một cái thông số ấn tượng, cũng như nó không phải là một cấu hình quá cao. Vậy nhưng với cái mức giá từ 3-4 củ thì thật sự là Xiaomi Redmi S2 sẽ khiến cho các bạn phải cân đo đong đếm là liệu với cái mức giá rẻ như vậy thì Xiaomi Redmi S2 thực sự đáng mua hay không. Thì ngay bây giờ sẽ là cái trải nghiệm thực tế của mình trên cái em này. Thì đầu tiên cái điểm AnTuTu mà mình đo được ở trên cái em này là 76.057 điểm, một cái thông số cũng khá là ok, gần 100.000 điểm đúng không nào. Và đầu tiên thì mình đã lướt Facebook này, YouTube này, phim vào các kiểu, thì trải nghiệm của em là rất là trơn tru mượt mà, không bị đứng lắc giật hay là bay ra ngoài. Thêm nữa với cái màn hình to là 5.99 inch thế này thì cũng sẽ giúp cho các bạn có cái trải nghiệm vô cùng hoàn hảo, và chúng ta sẽ có cái không gian hiển thị rộng hơn, xem phim đã hơn. Tóm lại với những cái tác vụ cơ bản thì mình cảm thấy là nó không làm khó được Xiaomi Redmi S2 đâu. Tuy nhiên có một cái điểm trừ khá là lớn ở Xiaomi Redmi S2, đó là bởi vì cái màn hình nó vô cùng bự luôn, mình cầm thì nó bị cấn tay. Người ta thực sự cái thiết kế này thì mình không thích lắm, bởi vì cái màn hình được lồi lên và những góc bo cong nó không được mềm mại lắm, khi mà cầm các bạn sẽ có cảm giác bị cấn khá là nhiều và khá là đau tay đấy. Tiếp theo cái game mình test đầu tiên mà game nặng ấy, gọi là game nặng nhá, bởi vì trước đó mình test những game 2D thì em Redmi S2 hoàn toàn chưa ok này, như Double Run, Double Way to Die hay là Temple Run hay là Jump By gì đó, chạy tưng tưng ấy, thì nó mượt mà, nó không có bị làm sao hết. Tóm lại cái game này, cái máy này với những cái tác vụ cơ bản cũng như những game 2D thì em này chiến hoàn toàn ok. Thì mình đã thử với những cái tựa game nặng như sau, như là Liên Quân là tựa game đầu tiên này, và khi mình vào rồi ôi trời, lâu kinh khủng khiếp. Đang load game nhá, mình vừa bấm vào chữ load game luôn tự dưng nó văng ra. Tôi như kiểu ô đây là đâu và tôi là ai trong cuộc đời này. Tôi bị văng ra, xong đến khi tôi vào lại được ấy, tôi phải tắt hết tất cả ứng dụng đi, xong tôi vào lại Liên Quân thì đúng kiểu như là mẹ bọn bên kia nó xanh mướt mượt mượt rồi, mình thì đứng trong trụ mình chơi mình đánh thôi đấy. Nhưng mà rất may mắn là cái trận đấy là team mình gánh cho mình nên là mình vẫn thắng. Thì cái việc này các bạn nên cân nhắc một chút. Và FPS mình test được ở trên cái em này là 28-30, thì nó cũng na ná, nó cũng là FPS của iPhone 6. Thì combat thì nó hơi bị lắc một chút xíu và chơi khá là ức chế. Thì chỉ thiếu điều là không chửi là sao vãi trưởng máy móc rồi đấy. Thì khi mà mình chơi game Liên Quân ấy thì pin của mình từ 56 xuống đến 53, có nóng máy một chút xíu nhưng mà không đáng kể. Tóm lại với Liên Quân thì mình khuyên các bạn là các bạn nên chơi ở cái mức đồ họa trung bình mà thôi, còn mức đồ họa cao thì chúng ta nên suy xét lại. Thì chắc là do là mình xui nên là đoạn đầu tiên mình khởi đầu có hơi nan giải. Nhưng mà lạ kỳ ở chỗ là đến khi mà mình chơi Vanglory, mình bật đồ họa cao nhất mà máy vẫn chơi ok vãi trưởng, không lắc giật này. Vô thì nó hơi lâu một chút xíu nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Và khi mình chơi mình bật max đồ họa thì bọn mình combat vẫn vô cùng ok. Và pin thì giảm từ 53-46%, máy có hiện tượng nóng nhẹ. Và đến lúc này thì các bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái độ nóng ở trên em Xiaomi Redmi S2. Và game cuối cùng mà mình thử, mà mình chắc chắn là cái game này nó nặng, thì đó chính là Asphalt 8. Thì mình để cái chế độ đồ họa trung bình, thì cái máy Xiaomi Redmi S2 cho cái độ mượt mà nó cũng ok, nó cũng không bị lắc giật gì cả. Khung hình chuyển cảnh nó vô cùng đẹp đẽ, nó vô cùng ngọt ngào. Nhưng mà khi mà mình bật cái đồ họa máy cao ấy, đồ họa của game cao thì máy nó bắt đầu lắc, ôi dồi, lắc kinh khủng khiếp luôn. Chơi giật đấy. Rồi, và pin của em này sụt từ 46-39%. Và tất nhiên rồi, máy này bắt đầu nóng lên. Nóng lên nhưng mà lại nóng không đáng kể đâu, không như Honor 10 hay là không như Asus Zenfone 5.
Thì đấy, nãy giờ là mình vừa đánh giá cho các bạn xem về hiệu năng của em này. Tóm lại với cái tầm từ 3 đến 4 củ thì thật sự rất đáng tiền để các bạn mua. Bởi vì sao? Bởi vì nó còn có hai cụm camera kép ở phía này nữa. Và những cái tính năng thời thượng thì bữa sau chúng ta kể sau. Giờ chúng ta chỉ nói về hiệu năng của em này thôi. Thì ok, vừa đầu tiên chắc là do mình xui nên là Liên Quân nó hơi bị ấy, nó hơi bị búp 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 tí xíu. Và còn những cái game đằng sau nó nặng thì nó ok, chỉ có cái game Liên Quân là nó bị khựng lại. Thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua điều này, bởi vì chắc là do lúc này cái máy nó chưa có được ổn định cho lắm, mình nghĩ là như vậy. Thêm vào nữa là pin của em này thì theo như Xiaomi Redmi S2 nói thì em này có viên pin có dung lượng là 3080mAh, cũng là một viên pin có dung lượng nó không cao lắm, nó cũng không thấp lắm, là vừa đủ cho các bạn. Nhưng mà như các bạn thấy đó, mình chơi game thì nó bị sụt pin khá là nhiều. Nên mình nghĩ là cũng do phần cái hệ điều hành của này tùy biến nó chưa có tốt lắm. Rồi nên là mình nghĩ là với 3 đến 4 củ thì em này hoàn toàn xứng đáng có cái mức giá ở đấy chứ, đúng không nào? Thêm vào nữa là cái màn hình to này, khi các bạn chơi game các bạn cũng có những cái trải nghiệm nó ok hơn. Các bạn được chơi sướng hơn này, màn hình bự nhìn đã hơn này đấy. Nếu mà chơi PUBG hay là Free Fire thì bắn địch phải gọi là lát mắt luôn. Rồi vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cái tính năng chơi game của Xiaomi Redmi S2. Vậy thì các bạn thế nào, và nếu có mức giá thì liệu các bạn có mua Xiaomi Redmi S2 để cày game hay không? Vừa có giá rẻ này lại vừa cày game leo rank được, quá sướng đúng không nào? Còn gì mà không mua? Vậy thì đừng quên để lại comment ở dưới này nha. Và đừng quên nhấn like, share như là subscribe kênh YouTube B Channel của chúng mình đó. Còn bây giờ thì bye bye.